Hi, Missy xin chào các bạn. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục với chương trình English for Kids cấp độ Starters. Today we are going to study lesson 5, Shapes. Bài 5 hôm nay của chúng ta là sẽ tập trung nói về các loại hình, hình dạng nha các bạn nhé. Shape. Chúng mình sẽ không có S này, còn số nhiều của nó sẽ là thêm S ha các bạn ha. Số ít không có S mình sẽ đọc là shape. À, con số nhiều thì các con sẽ đọc là gì đây? Các loại hình dạng thì các con sẽ thêm xì ra cho cô Huyền ha. Shapes. Rồi, hôm nay mình sẽ học 4 loại hình dạng khác nhau. Đầu tiên, đây chính là gì đây? Hình tròn ha, hình tròn của mình. Rồi, circle. 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 Hai âm ha các con. Circle. Circle. Circle nghĩa là gì? Hình tròn. Rồi, mình có nhớ cái cách mà cô Huyền chỉ cho mình dùng phương pháp hình ảnh hóa để mình nhớ từ không nào? Mình nhớ là mình có hai bước. Bước đầu tiên là mình sẽ tưởng tượng về mặt meaning, tức là về nghĩa của từ. Thì circle mình sẽ tưởng tượng cho cô một cái hình tròn ở trong đầu nè. Đó, hình tròn là các con thích cũng được ha, circle. Rồi, bước thứ hai là mình sẽ gì đây? Tưởng tượng về mặt gì đấy? Spelling. Spelling tức là chính tả của nó, cách nó ghi như thế nào. Thì các con nhớ đọc to thành tiếng ha, đọc tách âm ra. Sir. Sir thì mình nó sẽ ghi như thế nào? C-I-R ha, C-I-R. Core thì sẽ như thế nào? C-L-E. Circle. Circle. Rồi, rồi sau đó các con có thể lấy cái cây viết ha, cái pen của mình hoặc là cái pencil cũng được. Mình thử ghi ra xem mình ghi đúng chính tả chưa. Nếu mà mình ghi đúng rồi thì mình sẽ học từ tiếp theo. Còn mình chưa đúng thì mình sẽ ôn lại để mình đảm bảo là mình đã nhớ nghĩa và nhớ chính tả đúng ha các con. Đó. Circle. Đảm bảo đọc theo thành tiếng cho cô Huyền nha. Rồi, vậy hình tròn là gì nào? Circle. Tương tự như vậy, từ thứ hai, đây là hình vuông ha các bạn. Hình vuông chúng ta sẽ đọc là square. Square. Tức là âm này hơi khó đọc, nghe cô Huyền phân tích một chút ha. Mình sẽ tách ra, cái này nó chỉ có một âm thôi, nhưng mà mình nghe nó cảm giác nhiều âm mà nó chỉ có một âm ha. Các con sẽ đọc nhẹ ra, đọc gió ra cho cô Huyền. Sao các con biết đọc từ que không? Que như là que kem vậy đó ha. Nhưng mà các bạn mà ở miền Nam hoặc miền Tây thì các bạn lưu ý cho cô Huyền á, là tại vì cái này các bạn hay đọc là que lắm. Tại vì các bạn hay đọc là quần đó, hay là quỷ vân vân, hay là què. Nhưng mà cái này á, mình phải đọc là gì đây? Que. Các con đọc như âm cờ nhá. Các con bật cái hơi ra chứ không phải là que. Nó không phải là môi là que mà nó là cờ, con bật hơi ra que ha. Đó, sau mình ghép lại, mình xì nhẹ đằng trước, lòng đập từ que cho cô Huyền ha. Square, square. Rồi bây giờ mình thêm một cái âm ờ cho cô Huyền nữa nha. Ờ thật là nhẹ thôi. Square, square. À, nhẹ nha. Đó, sau bây giờ mình sẽ đọc nhanh thành một âm cho cô Huyền nè. Square, square. Các con mà ở miền Bắc á, thì các bạn sẽ đọc âm này rất là tốt. Nhưng mà các bạn nằm ở miền Nam hay là miền Tây á, các bạn sẽ đọc hơi khó khăn. Nên các con để ý đọc cho cô Huyền nha. Mình bật cái hơi ra cho cô. G ha. Que. Que. Đó. S. Que. Ờ, dễ thôi ha. Đọc liền nè. Square. Square. Nghĩa là gì đây? Hình vuông. Hình vuông ha. Hình vuông cũng được. Rồi, số 3 của mình sẽ là gì? À, xin lỗi, cái này các con nhớ là mình, nếu mà trong trường hợp mình chưa nhớ chắc chắn thì các con nhớ tưởng tượng trong đầu hình vuông cho cô Huyền ha. Rồi sau đó mình sẽ nhớ cái cách ghi của nó ha. S-Q-U-A-R-E. Đó, mình cho mình một khoảng thời gian để mình tưởng tượng ra ha. Square. Square. Đó, nếu mà các con không kịp nhớ thì các con bấm dừng lại video ha. Rồi, số 3 của mình sẽ là gì đây? Đây sẽ là hình chữ nhật ha. Các con tưởng tượng ra một hình chữ nhật trong đầu cho cô Huyền nào. Rectangle. 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 Nghĩa là hình chữ nhật ha. Tưởng tượng hình chữ nhật chưa? Rồi bây giờ mình sẽ spell nào.
đánh vần ha. R E C red T A N tan G L E go rectangle rectangle. Những âm một nhá. Rectangle rectangle. Ta còn tưởng tượng được chưa chưa? Đó, mình nhớ mình lấy bút mình ghi ra xem mình đúng hay không nha. Number 4. Đây là hình tam giác. Triangle. Triangle. À, nghĩa là gì nào? Nghĩa là hình tam giác. Rồi các con nhìn lên đây, cô Huyền chỉ cho các con cái từ này nó hơi khó nhớ một chút. Nhưng mà bây giờ cô Huyền sẽ chỉ cho mình nha. Mình tưởng tượng á, đây, từ này các con có thấy hai cái này nó giống nhau không? Đó. Nó đều có đuôi là angle. Angle trong tiếng Anh có nghĩa là góc nha con nhá. Góc, tức là các góc đó. Angle. Angle ha. Rồi, vậy bây giờ mình nhớ nè, try. Try có nghĩa là ba nhá. Ba góc được chưa? Triangle. Đó, triangle. Ba góc, cái hình mà có ba góc thì là hình tam giác. Còn cái này nè, rectangle, thì các con cứ tưởng tượng là cái rect này nè, rect này nè, thì nó là cái gì đây? Nó là bốn góc đi, các con cứ tưởng tượng như vậy để cho các con dễ nhớ ha. Thì nó sẽ là gì đây? Bốn góc thì sẽ là hình gì? Hình chữ nhật, nhưng mà nó hình chữ nhật nó dài, cái hình vuông cũng có bốn bốn góc nhưng mà các cạnh nó bằng nhau. Còn hình chữ nhật thì sẽ nó có hai cái cạnh nó dài và hai cái cạnh nó ngắn ha. Đó, rectangle. Đó. Rồi, mình nhớ chưa? Rectangle, hình gì? Hình chữ nhật ha. Còn triangle, hình gì? Hình tam giác ha. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ thử xem là mình nhớ chưa nha. Bây giờ cô Huyền sẽ hỏi mình đó, để xem mình nhớ chưa là nào. Hình chữ nhật, các con nhớ được hình chữ nhật là gì không? Hình chữ nhật là gì? Rectangle. Rectangle, hình chữ nhật nha. Rồi, rồi tiếp vậy. Hình tam giác là gì? Hình tam giác là triangle. Ok. Triangle. Triangle, hình tam giác ha. Vậy hình tròn của mình sẽ là gì? Hình tròn của mình sẽ là circle, đúng chưa? Rồi, circle. Circle. Còn hình vuông, hình vuông sẽ là gì? Square. Square. Ok, các con nhớ hết chưa? Mình chưa nhớ lại thì mình sẽ tua lại để mình ôn lại một lần nữa ha. Rồi, bây giờ mình sẽ qua phần practice, tức là phần thực hành nha. Nào, bây giờ nếu như mà các con muốn hỏi là đó có phải là một cái gì không? Đó có phải là một cái gì đó không? Thì các con sẽ hỏi với câu là is it nha. Is it. Cái chỗ này là các con sẽ nối liền vô cho cô Huyền ha. À, rồi, chờ cô Huyền chút nè. Đó, cái này là is và it. Thì các con sẽ đọc liền. Các con cứ thấy is và it như thế này, các con sẽ đọc liền cho cô Huyền là is it. Hoặc là các con chưa nhớ cũng được, các con chưa biết là nó ghi như thế nào, các con chỉ cần có muốn hỏi là nó có phải là cái gì đó không, hoặc là nó là cái gì đó hả, thì các con sẽ hỏi với is it nhá. Rồi, is it nào. Is it, nó có phải là một cái hình tròn không? Một sẽ là nhá. Tại vì đằng gì đây? Mình nhớ là đằng sau nó bắt đầu bằng phụ âm thì mình sẽ dùng chứ mình không có dùng on ha. A circle, một cái hình tròn. Mình hỏi là nó có phải là một cái hình tròn không, hoặc là nó là cái hình tròn hả, thì các con sẽ hỏi làm sao? Is it a circle? Câu này các con nhớ là các con sẽ nhấn cái âm cuối cùng để cho cô Huyền nhé. Cứ mà mình hỏi bằng nó có phải là cái gì đó không thì tụi con sẽ bắt đầu bằng is it. Và cái âm cuối cùng các con phải đẩy, nhấn cái giọng lên cao cho cô Huyền một tí nè. Is it a circle?
Is it a circle? Is it a circle? Nó có phải là một cái gì đây? Hình tròn không? Rồi, bây giờ mình sẽ áp dụng phương pháp là tư duy phản xạ. Tức là mình phản xạ nhưng mà mình phải có tư duy, mình tưởng tượng ra xem mình trả lời như thế nào nhé. Rồi, bây giờ này, nó có phải là một cái gì đó không? Đó có phải là một hình tròn không? Is it a circle? Được chưa? Vậy bây giờ cô Huyền hỏi tụi con nè, xem tụi con sẽ nói như thế nào. Các con dùng phương pháp tư duy nhé, tư duy trong đầu để tụi con phản xạ ra xem có được hay không. Nó có phải là một hình chữ nhật hay không? Nó có phải là sẽ là gì đây? Is it, đúng chưa? Một cái hình chữ nhật thì sẽ là gì? A rectangle. Đúng rồi. Vậy thì tụi con sẽ hỏi làm sao? Is it a rectangle? Nhớ là âm cuối cùng của con nhấn lên cho cô ha. Lại đây coi. Is it a rectangle? Is it a rectangle? Is it a rectangle? Nó có phải là một hình chữ nhật hay không? Mình hiểu cách tư duy rồi ha. Tiếp nào. Nó có phải là một hình vuông hay không? Hoặc là nó là hình vuông hả? Nó là sẽ là gì đây? Câu hỏi thì sẽ là gì? Is it? Một hình vuông là gì? Hình vuông là gì? Square. Đúng rồi. Is it a square? Hỏi lại coi nào. Nó là một hình vuông hả? Is it a square? Is it a square? Đúng chưa? Rồi, tiếp nào. Nó có phải là một hình tam giác không? Thì mình hỏi làm sao? Is it a gì? Triangle ha. Is it a triangle? Đó, tại vì bình thường mình sẽ nhấn là triangle, nhưng mà câu hỏi thì mình phải nhấn vào từ go nên mình sẽ hạ cái tông xuống nha. Triangle. Is it a triangle? Is it a triangle? Nó có phải là hình tam giác không? Được chưa? Rồi, nếu mà mình nói là không phải, nếu mà người ta hỏi các con cái gì bằng is it, mà nếu mà lần trước mình học mình có nhớ không? Đúng, thì các con sẽ trả lời là yes, it is. Xong rồi tụi con sẽ nói là yes, it is, yes, it is. Tụi con nhớ trong cái bài trước cô dạy không? Đó, còn bây giờ nếu mà mình trả lời là không phải thì mình sẽ làm sao? Không, nó không phải. Thì tụi con sẽ trả lời là gì? No, it isn't. Hoặc là các con có thể nối vô nha. Chữ T này nè, mà không được, mà chữ T này nó đứng ở cuối như thế này, xong nó ghép một cái nguyên âm, thì con đọc như chữ D nhẹ cũng được nha. It isn't. It isn't, đọc nhẹ thôi ha. Các con đọc là it isn't cũng được, nhưng mà thường thì người bạn ngữ họ sẽ đọc nhẹ hơn, họ đọc là như chữ D nhẹ vậy đó. No, it isn't. Tụi con chỉ cần nhớ là người ta hỏi tụi con là is it cái gì gì đó, nó có phải là cái gì đó không? Nếu mà đúng thì tụi con sẽ trả lời là yes it is, yes it is. Còn nếu mà không thì tụi con sẽ trả lời là gì đấy? No it isn't, no it isn't, no it isn't. Ha, được chưa? Không, nó không phải là gì? No it isn't. Nó không phải là một hình tròn thì sẽ là gì đây? Is not a circle. Đó, is not a circle. Đó. Is not, nó không phải là, is not một hình tròn, a circle. Tụi con hiểu cái cách tư duy chưa? Nó không phải là, is not một cái hình tròn, a circle. Rồi, vậy bây giờ cô Yến sẽ tiếp tục hỏi là nếu mà tụi con nói là nó không phải là một cái hình vuông thì tụi con sẽ nói làm sao? Nó không phải là gì? It's not. Nhớ chưa? Hình vuông, một cái hình vuông là gì? A square. Mình ghép lại làm sao? It's not a square. Not a mà đọc liền là not a nhé. It's not a square. It's not a square. Vậy nó không phải là hình chữ nhật thì sẽ là gì? It's not a, hình chữ nhật là gì? Rectangle. Đó. It's not a rectangle. It's not a rectangle. Rồi, vậy nó không phải là một hình tam giác. It's not a, đúng rồi, triangle.
It's not a triangle. Hai. Mình đã hiểu rồi ha. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ muốn nói là đây, mình sẽ ghép lại thành hai câu. It's not a circle. Nó không phải là một hình tròn. Nó là hình gì đó. Nó là cái gì thì các bạn sẽ đọc là it cho cô nha. It's, được chưa? Cái chữ S với cái chữ O này tụi con đọc liền là gì đấy? It's a. Đó. Nó là một cái gì đó. Vậy nó là một hình chữ nhật thì tụi con sẽ đọc là gì đấy? Tụi con sẽ đọc là gì? It's a rectangle. Nó là một hình chữ nhật. Nó là cái gì đấy? It's một hình chữ nhật sẽ là a rectangle. It's a rectangle. It's a rectangle. Vậy nó là một hình vuông. It's a square. It's a square. Đó. Rồi tiếp nè. Nó là một hình tam giác. It's a triangle. It's a triangle. Đó. It's not a circle. It's a rectangle. Bây giờ, nó không phải là một hình tròn. Nó là một hình tam giác thì sẽ là gì? It's not a circle. It's a triangle. Nó không phải là một hình tròn. Nó là hình vuông. It's not a circle. It's a square. Okay, that's all. Goodbye. See ya.